Kênh Đỗ Vũ xin chào anh chị bạn. Hôm nay mình sẽ quay cái dẻo ếch nái mình và mình lý giải cái chuyện mà nhiều bạn mới có đưa ếch nái lên bồn đặng mình ủ á. Mấy bạn nói ếch em tuột nhớt có sao không, và mình hôm nay mình quay lý giải tuột nhớt mấy bạn cái cách biết cái cách tuột nhớt hay là không tuột nhớt. Chứ nhiều bạn con ếch thì lúc nào nó cũng lột cái màng nhầy nó ra nó lớn lên chứ mà bạn, cho dù nó hết lớn này nữa nó cũng lớp nó không lột hoài lột hoài lột hoài vậy đó. Rồi hôm nay mình vừa thay cái dẻo ếch nái xong nè, là mình bơm nước nhiều lên mình cho ăn xong rồi mình xả ra cái nữa thì chắc cũng còn một lớp màng nhầy đó, nó có chắc có thể nó chóc ra. Mình quay cho anh chị bạn xem một hướng dẫn. Nếu con ếch nó tuột nhớt á là nó cứng con ếch luôn, mấy bạn cầm vô con ếch là không thấy nó nhớt như mấy con ếch khác, mình là nó cứng quá luôn á, đó mới là tuột nhớt. Còn này nó lột cái màng nhầy nó ra, cho màng trắng trắng ra, con ếch khi con ếch chết vậy nó mấy bạn nói tuột nhớt. Ếch chết là cái màng đó nó cũng lột ra, vật nó dính trong mình đó, màng cái đó là cái màng nhầy của nó. Rồi mình sẽ quay lại và mình quay chi tiết cho anh chị bạn xem. Nè, cái này là thường là mình để nước khô ếch nha các bạn. Rồi bây giờ mình vừa cho ăn xong, cái này là quần ếch nó đã có trứng rồi, nó ăn nó xịu nè, còn dư thức ăn nữa nó không ăn luôn. Này nó chờ đẻ mà mình không cho đẻ. Và mình sẽ vừa cho ăn xong là mình phải rút nước. Để mình giờ mình coi mình quậy quậy có cái màng nhầy mình vớt cho anh chị và xem. Đây là cái màng nè. Này cái này là ngày hôm qua mình tạt thuốc tím nhẹ cho nó nè. Rồi hôm nay nó lột ra cái màng nè. Nếu không có thuốc tím là cái màng này nó màu trắng nha các bạn. Mình rút bớt nước bớt. Còn bên đây ếch nó cũng có trứng mà nó trứng nó còn non quá, nó còn mạnh nè. Mình rút nước bớt luôn. Bồn bên đây cũng vậy luôn. Mình sẽ rút nước bớt thì mình quay luôn cái màng nhầy cái màng của nó. Anh chị bạn xem. Lớp lớp màng 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 trắng trắng như này nè. Đây nè nè. Đây là lột rất nhiều luôn. Anh chị bạn theo. Màng rất nhiều. Cái lượng nước không. Này cái màng nè. Nè. Có nhầm bạn mới chờ ếch nái đưa lên bồn cái điện mình anh ơi, có ếch em bị tuột nhớt, hỏi bị sao tuột nhớt, nó có cái màng gì nó lột ra, không phải cái đó là không phải là cái nhớt, nó cái màng nhầy nó lột ra nó lớn đó anh chị và có nhiều bạn không biết. Nãy giờ nó cạn nè, cạn nè, chảy xuống trắng 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 rất nhiều nè. Nó gì vậy chạy xuống này. Nó ba màng chạy xuống. Chị bạn thấy rất nhiều không? Rồi bây giờ nước cũng đã cạn không ạ? Mình chừa lại một ít xíu nước thôi. Nó đóng lại. Nè bạn thấy để chừa nước xíu không? Trên đó khu eo nè. Đó hồi nó chạy xuống đây, nó cũng đây khu eo. Bên đây. Dạ, bên đây rút chưa khô. Rồi bạn thấy mình khai còn miếng nước không? Rồi con ếch này nó đã bị băng hà nè các bạn. Chứ nãy mình thay nước mình khao có con giờ hai con nữa. Nó dành là nó làm như nó dành lộn ăn với người ta, dành ăn không lợi cho nó cắn lử thư giận hay không chết queo. Đó một con đã bị băng hà. Số lượng một ngày nuôi mấy bạn nuôi cả ngàn hơn ngàn con ếch nái là ngày hao vài con, có khi ngày không hao con nào, khi ngày hai một ngày hao hai ba con cũng không chừng.
ơi, nhào lên đi thôi. Vậy không? Nó dòm lên khô, dòm nó một cục. Chị các bạn nhiều bạn để nước nhiều quá cũng không có tốt. Bạn thấy ở trên đó nó dòm lên trên đó. Cái này cũng có mệt. Nè các bạn, thấy cái màn này nè, màn trắng là gì nè. Mấy bạn không biết, bạn nói anh ơi ếch em nó bị tuột nhớt gì, nó có cái gì màn màu màng. Khi con ếch chết á, con ếch đã chết á, cái màn này nó có đóng trên mình con ếch nó dày hơn chứ không phải mà nó mỏng tăng như vậy nha các bạn. Cũng có một màn trắng này nữa mà nó mỏng tăng à, chứ không phải nó nhiều đó thôi. Bạn đây còn nước mình bắt. Nè thấy không? Mình chưa có thời gian mình làm dài cái bồn ếch tái cho nó rộng rộng, cái này hẹp quá trời. Bữa hổm đó để gần 800 con hẹp. Cái bóng đèn kia đứt rồi, chiều nay mình sẽ đi mua mình gắn đỡ bóng đèn chưa u đỡ. Chứ đèn này có nóng biết gì bao nhiêu. Không đủ đồ hầm. Rồi bây giờ mình kéo đóng lại các bạn. Cái này mưa gió cũng nhiều lắm. Mình kéo mình gài lại. Anh chị bạn xem mình phải dừng cho nó bít bùng luôn. Chứ đợi nó có trứng là mưa gió là nó sẽ đẻ. Con ếch mà đẻ đâu phải như con heo con chó đâu đẻ mà mình hay. Nó đẻ nó đâu có nói trước đâu. Con heo đẻ là nó còn cắn khóa nó quậy đâu. Con ếch nó đẻ là nó đẻ hả. Nói bây giờ mình đã bao hết, kính hết. Rồi hôm nay mình làm cái kênh này tới đây thôi nha các bạn. Có mấy bạn gồm gì là mấy bạn cho đủ độ ấm đó, mấy bạn ép mùa nghịch rồi ép mùa đông rồi mới được nha các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn chừng 3 tháng nữa thì mình sẽ ép ếch mùa đông, coi kết quả năm nay. Cũng thấy nhiều người ép hôi chục chặt quá rồi ép đông thử rồi sao. Và mình ép mình quay cho anh chị bạn xem. Vậy bạn hãy đăng ký cái kênh mình rồi xem mình ép ếch mùa đông hay sao. Có nhiều địa phương ở các tỉnh khác sao hôi ếch ép mùa đông không được. Tại sao ép không được? Mình ở đồng bằng sông Cửu Long mà giá trời đông trời lạnh bao nhiêu mà ép không được các bạn. Rồi kênh mình nay tới đây thôi. Anh chị bạn thấy hay hữu ích thì bấm like và chia sẻ cho mọi người đều biết nha anh chị bạn. Rồi tạm biệt anh chị bạn.